nhóm Xuyên vừa được đưa đến thế giới khác đã gặp phải quái vật. May thay Sindarin kịp thời mở cửa xuyên không, mấy người mới thành công trở về thế giới thực. Nhìn thi thể quái vật, cả nhóm bắt đầu thấy sợ. Họ đang chuẩn bị lên đường thì bắt gặp một người lùn. Người lùn ra hiệu cho họ đi theo mình rồi chỉ lên trời. Chỉ thấy một con quái vật trong thế giới khác đang gầm gừ trên trời. Một khi bị quái vật phát hiện, họ chắc chắn sẽ là bữa tráng miệng của nó. Mấy người không có thời gian suy nghĩ liền đi theo người lùn đến căn nhà của cô ta. Medofu tiếp đãi họ chu đáo. Khi biết tin họ sẽ đến xin Chea tiêu diệt nữ hoàng và đại hiền triết, Medofu cũng vô cùng phấn khích muốn tham gia. Nhưng muốn đối phó với đại hiền triết buộc phải tiêu diệt con quái vật mà ông ta đem đến từ thế giới khác. Con quái vật vô cùng lớn mạnh, tia điện mà nó bắn ra chỉ cần chạm vào là yêu tinh sẽ biến thành một nhúm máu. Lúc này Sindri nghĩ ra một cách, dùng tinh của quái vật trong thế giới khác và pháp thuật đặc biệt chuyển một yêu tinh bình thường thành một sinh vật nửa yêu tinh nửa quái thú. Sinh vật này có sức mạnh tương đương với quái vật, hoàn toàn có thể chiến đấu với quái vật của đại hiền triết. Một khi biến hình thành công, cơ thể của yêu tinh bị quái vật nuốt chửng sẽ cảm thấy đau đớn tột cùng. Theo thời gian trôi đi thậm chí có thể mất đi ý thức. Nhưng giờ muốn ngăn cản kế hoạch tàn ác của đại hiền triết chỉ còn cách này mà thôi. Nói rồi cả nhóm đi tìm cây thuốc cần dùng. Sindarin đi tìm một quả tim của quái vật. Rất nhanh nghi thức bắt đầu. Ép Gian uống một viên thuốc và cảm thấy vô cùng đau đớn. Mọi người phải cố gắng hết sức mới giữ được anh ta. Sindarin lại đổ thứ thuốc màu đen cho anh ta. Ép Gian vẫn điên cuồng vùng vẫy. Cho đến khi anh ta bất động, quá trình chuyển đổi mới chính thức bắt đầu. Pháp sư triệu hồi vài dây mây dưới đất lên cắm vào tim của quái vật. Hút năng lượng từ trong quả tim rồi kết nối với cơ thể của Ép Gian. Trái tim vốn đã chết đột nhiên lại đập trở lại. Mỗi nhịp đập, năng lượng của quả tim sẽ chảy vào cơ thể Ép Gian. Cơ thể anh ta dần biến thành màu trắng, mắt cũng biến thành màu đen. Sau một tiếng gào tê tâm liệt phế, anh ta ngất đi. Mọi người nhìn Ép Gian nằm dưới đất không động đậy, tưởng rằng anh ta đã chết. Đột nhiên anh ta mở mắt, lúc này đồng tử đã biến thành màu vàng mà chỉ có thợ săn quái vật mới có. Mọi sự đã xong xuôi chỉ chờ gió đông, nhóm bọn họ sớm đã bị đại hiền triết truy nã. Để thành công trà trộn vào hoàng cung, họ nghĩ ra một kế hoạch. Để Xin cầm lệnh truy nã của Ép Gian đi tìm nữ vương của Sinchea. Nói bà ta có thể bắt kẻ truy nã, điều kiện là phải ban cho bà ta 50 người lính tinh nhuệ. Đồng thời sau khi xong việc phải trả lại kiếm đoạt hồn của ma tộc cho bà ta. Thấy có người có thể bắt được ý trung nhân của mình về, nương vương vui vẻ đồng ý. Rất nhanh dưới sự dẫn đường của Xin, đội quân tinh nhuệ bao vây nhóm Ép Gian lại. Nhưng họ đang đứng ở dưới thung lũng. Chính vào lúc này hai bên vách núi xuất hiện rất nhiều cung thủ. Những cung thủ này chính là lính đánh thuê mà Xin đã tìm về. Chưa bao lâu, toàn bộ đội quân tinh nhuệ đã bị tiêu diệt. Kế hoạch của họ chính là để quân lính của mình mặc áo giáp của lính hoàng cung vào, rồi giả vờ áp tải Ép Gian trà trộn vào hoàng cung. Còn ở trong cung, A Văn Lạc Hát đang tìm kiếm trong phòng của đại hiền triết. Đột nhiên sàn nhà dưới chân có gì đó bất thường. Mở ra mới phát hiện chính là sách hướng dẫn sử dụng trụ đá. Anh ta vui mừng nói với Mowin có thể dựa theo ghi chép trong này mở cánh cửa đến thế giới khác. Đột nhiên đại hiền triết phá cửa xông vào. Thấy không phải đối thủ của đại hiền triết, Mơ Huyên vội vàng chạy đi tìm cứu binh. Và lúc đại hiền triết sắp ném A Văn Lạc Hát xuống thành, Mơ Huyên kề dao vào cổ đồ đệ ông ta bước đến, mới khiến đại hiền triết ngoan ngoãn buông tay chịu trói. A Văn Lạc Hát cầm quyển sách đứng trước trụ đá thử đọc thần chú mở cửa đến thế giới khác, nhưng trụ đá chỉ loé sáng rồi lại trở về bình thường. Lúc này Mơ Huyên mới nhận ra không phải cứ có hướng dẫn sử dụng là có thể đến thế giới khác. Cô ta tìm đến đại hiền triết đang bị nhốt trong ngục mở lời hợp tác. Cô ta đề nghị đại hiền triết tiếp tục làm việc cho mình, cùng hợp tác lấy tài nguyên từ thế giới khác về bù đắp cho thế giới này, dựng lên tương lai tươi sáng cho yêu tinh. Đại hiền triết bắt đầu đứng trước trụ đá niệm thần chú. Một cánh cửa xuyên đến thế giới khác xuất hiện trước mặt Mơ Huyên. Dưới sự dẫn đường của đại hiền triết, Mơ Huyên cùng cận về bước vào thế giới khác. Vốn tưởng rằng đây là thế giới phong phú tài nguyên, không ngờ bên trong chỉ là một bãi hoang tàn. Đại hiền triết đứng phía sau nhìn người hầu của mình, nói với cô ta rằng từ trước tới nay luôn coi cô ta giống như người thân của mình. Nói rồi vung tay một cái cho cô ta bay màu. Hóa ra ông ta làm vậy là muốn có được ma pháp hỗn độn của thế giới này. Muốn có được ma pháp hơn người thì phải hiến tặng thứ quý giá nhất của mình. Và người thân duy nhất của ông ta chính là người hầu này. Sau khi hấp thụ năng lượng của ma pháp hỗn độn, đại hiền triết trở thành yêu tinh có pháp lực cao nhất. Vẫy tay một cái, sau lưng đội cận vệ xuất hiện hố đen. Thấy không ổn, đội cận vệ xông lên tấn công ông ta. Vào lúc thanh kiếm chỉ còn cách ông ta 1 cm, cận vệ bị hố đen nuốt chửng. Ông ta nhắm mắt tận hưởng, đột nhiên khung cảnh xung quanh thay đổi. Dưới nền tuyết xuất hiện một hàng dấu chân. Chậm chậm bước đến bên cạnh ông ta hỏi sau khi có được pháp lực, ông ta muốn làm gì? Tôi sẽ lấy lại mọi thứ vốn dĩ thuộc về mình. Xuyên dẫn Ép Gian đến trước mặt nữ vương Mơ Huyên, nhưng Mơ Huyên đã nuốt lời. Cô ta nắm chặt thanh kiếm đoạt hồn vốn giao ước đã trả lại cho Xuyên. Hơn nữa còn lệnh cho binh lính kéo bà ta xuống chuẩn bị chém đầu thị uy. Ta
sao nguyền rủa cho ngươi chết không toàn thây, không được ai nhớ tới. Giờ chỉ còn hai người với nhau. Từ sau khi biết Merwin đã giết chết em gái mình, Ezra không còn tình cảm với cô ta, chỉ có thù hận. Bất luận Merwin có giải thích thế nào, anh ta cũng không tha thứ. Chính vào lúc này thù hận xâm chiếm lý trí, Ezra biến thành thợ săn quái vật, nhẹ nhàng thoát khỏi dây xích. Binh lính vội vàng hộ tống Merwin rời đi. Ezra quay đầu vừa hay nhìn thấy con quái vật đang chậm chậm tiến về phía mình. Giờ Ezra đã mang trong mình dòng máu quái vật, hoàn toàn có thể đấu solo với quái vật. Anh ta né được đòn chí mạng của nó, một cú trượt dài cắt đứt chân nó. Tiếp theo cầm theo cây rìu nhào thẳng vào quái vật khiến nó đau đớn gào lên, loạn trạng muốn hất Ezra ra ngoài, kết quả không cẩn thận rơi xuống dưới. Quái vật mình đồng da sắt rơi xuống không hề hấn gì, chậm chậm áp sát Ezra. Đột nhiên một con dao găm bay đến găm vào mắt nó. Hóa ra là Sơn Ca đến nơi đánh lùi quái vật. Nhìn Sơn Ca bị quái vật hất văng đập vào tường, Ezra hoàn toàn biến thành quái vật. Anh ta nhặt thanh kiếm bên cạnh lên, ném về phía quái vật đang bay về phía mình. Kiếm đâm thẳng vào não quái vật khiến nó bay màu ngay tại chỗ. Nhìn quái vật nằm bất động dưới đất, mọi người mới thở phào một hơi. Cuối cùng cũng tiêu diệt được quái vật, Ezra cũng xem như báo thù cho bộ lạc của mình. Nhưng không ngờ vì kết hợp với quái vật có được sức mạnh, anh ta đã hoàn toàn bị quái vật khống chế, hoàn toàn mất đi ý thức. Một người tiến lên định ngăn cản anh ta nhưng đã bị đánh mù một mắt. Anh ta lại tiến về những người khác. Đột nhiên Sơn Ca cất tiếng hát, đó là bài hát cô hay hát cho Ezra nghe, thử đánh thức anh ta. Ezra quả nhiên đã hồi phục ý thức trong một phút ngắn ngủi. Nhưng không duy trì được lâu, Ezra lại túm chặt cổ Sơn Ca. Bất đắc dĩ Sơn Ca đành phải tự tay kết liễu người mình yêu. Nhìn người yêu ngã trong vòng tay mình, Sơn Ca đau đớn gào lên. Ở bên này, Đại Hiền chết một mình trở về từ thế giới khác. Ông ta không kìm được niềm vui khi nhìn thấy ma pháp hỗn độn trong tay mình. Thử dùng với một tên lính xem sao. Tiếp theo ông ta lập tức tấn công Sinkrin đang chạy đến. Giờ Đại Hiền chết đã có pháp lực vô biên. Nếu như để ông ta triệu hồi thêm quái vật từ thế giới khác đến, vậy thế giới này chắc chắn sẽ sụp đổ. Để phá hủy trụ đá có thể mở cánh cửa xuyên không, Sinkrin quyết định trói mình và Đại Hiền chết lại với nhau, dung hòa năng lượng của hai người. Dùng nguồn năng lượng này phá vỡ trụ đá. Trước tiên Sinkrin thu hút sự chú ý của Đại Hiền chết. Pháp sư nhân cơ hội triệu hồi dây mây dưới đất trói hai người lại với nhau. Nguồn năng lượng cực lớn sinh ra giữa hai người. Thấy năng lượng đã dung hòa, Sinkrin giơ tay chạm vào trụ đá giải phóng pháp lực. Một nguồn năng lượng xông thẳng lên trời, trụ đá chính bị phá hủy hoàn toàn. Sinkrin và Đại Hiền chết cũng mất mạng, nhưng họ không hề chú ý đến. Tuy đã phá vỡ trụ đá, nhưng cũng phá vỡ màng ngăn cách giữa các thế giới. Các thế giới chậm chậm tiến lại gần nhau. Các hành tinh đang tồn tại bắt đầu giao nhau. Bầu trời đối chọi với bầu trời, màn đêm nuốt lấy ban ngày. Nhiều thế giới giao nhau, phân tán các giống loài. Như hạt giống khi chúng hợp nhất, đây chính là sự tụ hội các thiên cầu. Khoảnh khắc đó tất cả thế giới hợp nhất lại với nhau, xuất hiện nhiều vật chủng mới. Từ đó về sau thế giới yêu tinh xuất hiện con người. Sau khi mọi thứ đã kết thúc, mọi người bắt đầu tưởng nhớ những dũng sĩ đang hy sinh. Và từ dưới đó chiến binh kiên cường, hôm ai chỉ như